Vậy hiện tại bây giờ cái lô tô thứ năm á đó là 20 triệu, nhưng mà cái số người ta đánh cũng đông quá chừng bà con, số người ta đánh cũng nhiều quá chừng đi, coi như ai cũng muốn thử thời vận hết trơn trọi nhá, vừa không muốn đi làm để muốn có một số tiền thì cái thì ai cũng mong muốn mình trúng, thì trong đó có cả mình đó ha. Tại vì bắt đầu mình đi thang máy thì đi lên trên này có một công đi lên cầu thang bước lên thì con người lúc nào cũng vậy á, hầu hết ai cũng muốn làm biếng chứ đâu có ai muốn siêng đâu ha. Thành ra khi nào mà có một người siêng năng thì rất là khó mà con, rất là khó. Thì là cây thì càng kỹ thuật mới thì người ta càng làm cho con người làm biếng hơn. Thì cây tất cả mọi cái cây để giúp đỡ con người trong vấn đề sinh kế cũng giải trí hay này kia đó, thì là con người càng ngày càng làm biếng. Ở phía trên này thì coi như là mấy ngân hàng, thì ngân hàng này coi như thuộc lại ngân hàng lớn của Úc, rồi cái ngân hàng kế bên đó là Westpac, rồi ANZ, thì coi như đây là mấy cái ngân hàng ngoại lớn này, còn có nhiều cái ngân hàng nhỏ nữa. Đây là cái chỗ nên mình bỏ thư. Ok rồi sao ra đây giờ bắt đầu mình đi về, thì bắt đầu mình đi thử thời vận coi sao. Cái tuổi của mình nha, bây giờ bắt đầu nó xế chiều ra kiếm việc làm hơi khó, nhưng mà đối với tụi service Australia đó, mặc dù nếu mà mình lãnh tiền nó đó thì nó bắt mình phải đi tới xin việc hoài, chẳng cần biết mình có được hãng nào nhận hay không, nhưng mà nó bắt mình phải ra chỗ mà để ngồi để tìm việc á, ăn được đồng của nó cũng rất là khó khăn. Thế là mình không muốn, mình vẫn đi kiếm việc làm thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi về bắt đầu mình tới cái đám đó coi thử coi sao, coi như đi để quay phim cho bà con biết cuộc sống của bên Úc này như thế nào ha. Bây giờ bắt đầu mình ra ngoài ca phạt, để đi lên xe để cho mình chạy tới cái chỗ mà ok đây tới cái đường để mà dành cho người đi bộ á, nhưng mà khi mình băng qua mình vẫn cần cẩn thận ha, cẩn thận coi nhìn coi cái xe nó có nhường cho mình không, tại vì nhiều đứa nó chạy nó không có để ý á, là mình băng qua là nó tông cái gãy chân thì mệt lắm. Thì về tuổi xế chiều rồi mà bị cái gì rất là mệt. Okay. Mình băng qua xe của mình ở trên này ca phạt lớn quá chừng đi, nó tới mấy tầng lầu á, mà rốt cuộc số người tại nó là thành phố á, số người tới đây đậu xe mua bán này kia nọ rất là nhiều, ở trên đây nhiều khi mình kiếm chỗ đậu xe khó lắm, chạy vòng vòng nên nhiều khi mình phải ngưng lại để mình chờ cái thằng nào ra, nhưng mà khi mà ngưng lại như vậy đó thì nó kẹt cản trở cho mấy người đi sau, thì nó cũng rất là khó. Ok bây giờ tới xe của mình rồi, mình tạm thời mình ngưng máy với bà con đây. Thì khung cảnh của ở trên ca phạt của các bạn của cái của cái shopping mall này nó quá trời lớn đi mà. Ok mình tạm thời mình ngưng máy nha, để mình về. Rồi, bye bà con nha, có ông này đang tìm việc.